Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về so sánh số thực, ví dụ sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì thứ nhất các bạn phải biết số thực, số thực được ký hiệu bằng chữ R. Thì số thực là cái số lớn nhất, mà các bạn được học từ lớp 1 tới lớp 12. Được chưa ạ? Sau số thực sẽ học tới là số phức. Nên các bạn nhớ số thực là số lớn nhất. Thì các bạn nhớ nè, số tự nhiên khác không nè, là con của số tự nhiên, là con của số nguyên, là con của số hữu tỷ, là con của số thực. Được chưa ạ? Vậy số thực này sẽ gồm có số hữu tỷ và số vô tỷ. Ok chưa ạ? Rồi, vậy để sắp xếp số thực thì các bạn làm y chang so sánh các số tự nhiên mà thôi. Được chưa ạ? Rồi, bắt đầu. Thì để sắp xếp hàng này, thì các bạn phải nhớ một điều, cần nhớ thứ nhất, đó là số âm sẽ nhỏ hơn không, được chưa? Vậy bài trên mình sẽ xác định đâu là những số âm mà số âm là trừ 3 nè, trừ 4 phần 5 nè, và trừ 1 phần phần 3. Ok chưa? Thứ hai, đó là các bạn xác định số dương là lớn hơn không, gồm những số sau đây. Số dương gồm những số sau đây, đó là 1, 7, 5. Ok chưa? Và số 0, chính là số không âm không dương. Ở đây vẫn có số 0 nha các bạn. Rồi, các bạn sắp xếp số âm trước, sau đó sắp xếp số dương, sau đó các bạn sắp xếp tất cả các số thật này. Khi số âm các bạn sắp xếp, để sắp xếp được thì các bạn hãy so sánh nè. So sánh thì các bạn so sánh nha, thì 1 phần 3 nè, nhớ mình đừng để ý dấu trừ. Đó, đừng để ý dấu trừ nha các bạn. Đây, trừ 3 nè, 4 phần 5 nè, thì các bạn nhìn nè, các bạn giải nha các bạn, mình giải nha. Bắt đầu thì mình thấy rằng mình so sánh trừ 3 với lại trừ 4 phần 5 trước, thì các bạn 3 nè với 4 phần phần 5 nè, thì ta thấy điều gì à? Ta thấy điều gì à? 3, 3 thì các bạn thấy đây là phân số nè, đúng không ạ? Thì tử nhỏ hơn mẫu, vậy hàng này sẽ nhỏ hơn một, 3 thì lớn hơn một, được chưa? Rồi, thì ở đây các bạn thấy có dấu trừ không ạ? À? Các bạn thêm dấu trừ vào, nhớ thêm dấu trừ vào thì cái chiều này đổi về trừ 3 nhỏ hơn trừ 1 nhỏ hơn trừ 4, được chưa? Thì tương tự trừ 3 với lại trừ 1 phần 3 thì ta cũng thấy rằng trừ 3 nhỏ hơn trừ 1 phần phần 3. Vậy trong số âm thì số trừ 3 là số nhỏ nhất. Rồi các bạn so sánh hai số này, thì để so sánh hai số này, hai số âm này, ta làm cách lẹ hơn nha các bạn. Trừ 4 phần 5 và trừ 1 phần phần 3. Rồi ta lấy tử thằng này nhân mẫu thằng này, thì ta thấy rằng gì à? Trừ 4 nhân 3 là trừ 12, trừ 1 nhân 5 là trừ 5, trừ 12, đây là trừ 12, đây là trừ 5, thì trừ 5 sẽ lớn hơn. Ok chưa ạ? Vậy từ đây nè, và đây nè, và đây thì các bạn sẽ sắp xếp được. Vậy suy ra trừ 3 nhỏ hơn trừ 4 phần 5 nhỏ hơn trừ 1 phần
phần 3. Vậy ta đã sắp xếp số âm xong. Sau đó các bạn sắp xếp số số dương. Và thì ta thấy rằng số dương thì dễ rồi. 1, 5, 7 thì ta thấy rằng 1 nhỏ hơn 5, nhỏ hơn 7. Và nhớ số dương thì lớn hơn hơn 0. Và các bạn sắp xếp lại. Vậy ta sẽ có là trừ 3 nhỏ hơn trừ 4 phần 5, nhỏ hơn 1 trừ 1 phần 3, nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 5 và nhỏ hơn 7. Được chưa? Vậy để so sánh số thật, các bạn phải tách ra. Thứ nhất đó là số âm. Các bạn so sánh số âm trước, sau đó so sánh số dương, sau đó kết hợp giữa số âm và số số dương lại. Được chưa? Rồi, tương tự bài B, theo thứ tự từ bé đến lớn các giá trị tuyệt đối, thì giá trị tuyệt đối được ký hiệu như sau. Đây, cái dấu này gọi là giá trị tuyệt đối. Thì các bạn cần nhớ trị tuyệt đối của số âm, số âm bằng trừ số đó. Tại sao mình nói trừ số đó mà không ra số dương luôn? Vì thứ nhất, để lên lớp trên các bạn không bị sai lầm. Ví dụ như trị tuyệt đối của trừ 1 phần 3 sẽ bằng trừ trừ 1 phần 3, trừ trừ thành cộng 1 phần 3. Được chưa? Trị tuyệt đối của số dương, trị tuyệt đối của số dương ra số đó. Ví dụ trị tuyệt đối của 1 thì sẽ bằng 1. Được chưa? Vậy từ cái đề này các bạn hãy tìm ra trị tuyệt đối của từng thằng, sau đó các bạn so sánh giống như câu A. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.